Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái món bánh chuối hấp rất là ngon. Đây là cái món ăn vặt của miền Nam hấp dẫn ha. Và mình xin chia sẻ với các bạn về cách làm bánh chuối hấp như sau. Thì đầu tiên các bạn sẽ lột cái vỏ chuối hấp ra hết nha các bạn. Đây là một cái cách làm chuối hấp rất là đơn giản. Đơn giản đến mức mà hồi nhỏ mình ăn nó đến nỗi mà mình cứ tưởng là nó rất là phức tạp các bạn, nhưng mà lớn rồi bây giờ biết làm cái món này thì rất là dễ nha các bạn. Đó, các bạn có nhiều cách làm lắm nhưng mà mình làm theo cách này ha. Có nghĩa là cái chuối của mình nó sau khi mà lột vỏ ra hết rồi đó các bạn, thì có người người ta sẽ đập dập đập đập dập cái trái chuối ra, nhuyễn nát hết luôn. Và sau đó các bạn sẽ trộn bột vào. Còn mình bây giờ mình sẽ lột cái vỏ chuối ra và mình sẽ cắt từng miếng mỏng như thế này nha các bạn. Các bạn nhìn mình cắt cái miếng chuối nha, cắt mỏng ha. Thì nếu mà các bạn muốn cái món chuối của mình ngon hơn, hấp dẫn hơn và đầy đủ gia vị hơn thì các bạn sẽ chuẩn bị một nải chuối chín, chuối xiêm chín, 1 kg dừa nạo, 250 g bột năng, 100 g bột gạo, đậu phộng rang thơm, một ống vani, muối và đường. Đó là những cái gia vị đầy đủ cho một cái món chuối hấp thật là ngon nha các bạn. Còn ở đây mình làm nó đơn giản lắm. Nên mình cũng không có làm dừa, cũng không có làm đậu phộng, cũng không có vani. Mình chỉ thêm một chút xíu muối thôi ha. Hồi nãy mình cho các bạn xem một cái trái chuối màu đen á. Tại vì cái chuối đó là nó chín, rất là chín luôn. Bên ngoài nó đã đen đi, nhưng mà thực ra bên trong của nó là nó vẫn còn ăn được nha các bạn. Rất là ngọt luôn, nó không có bị hư ha. Nhìn ở bên ngoài cái vỏ đen thui à, nhưng mà bên trong ăn được, vẫn còn ăn được. Nó rất là ngọt và ngon. Nhắc lại các bạn nha, mình đây là cách làm đơn giản thôi, không có cầu kỳ lắm. Còn mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái cách làm cầu kỳ hơn, thì các bạn làm theo cách đó hoặc là làm giống mình đơn giản ha. Những cái cách mà cầu kỳ hơn đó chính là bạn sẽ sau khi bạn bóc cái lớp vỏ ra và thái chuối mỏng giống như mình đang làm nè. Thì bạn sẽ cho vào 3 muỗng đường. Sau đó thì các bạn sẽ để khoảng 20 phút để cho đường ngấm vào trong chuối. Còn ở đây mình ăn lạc, mình không có ăn ngọt lắm cho nên là cái chuối này nó đã chín và đã ngọt. Cái vị ngọt tự nhiên của nó luôn rồi ha các bạn, nên mình không có bỏ đường vô. Đó, cái cách làm các bạn nào muốn ăn ngọt hơn á thì các bạn sẽ bỏ vào 3 muỗng đường và để trong vòng 20 phút để cho cái đường nó ngấm vào chuối, tan vào trong chuối luôn nha các bạn. Thì các bạn sau khi mà bỏ đường vào chuối á thì mình cũng giới thiệu thêm về cái cách cầu kỳ luôn nha. Khi mà sử dụng nước cốt dừa đó ha, thì bạn sẽ nạo cái nước cốt và bạn sẽ cho nước cốt dừa vào trong cái chuối này sau khi mình đã ngâm chuối với đường. Còn ở đây mình đang làm là mình sẽ không bỏ đường mà mình sẽ bỏ trực tiếp bột vào luôn các bạn. Đó, mình đang bỏ trực tiếp cái bột vào trong cái chuối của mình luôn. Mình bỏ khoảng 250 g bột gạo và 100 g 250 g bột mì, một bột năng đó các bạn. Đây là bột năng nè. Bột năng mình bỏ nhiều hơn bột gạo nha, bột gạo bỏ chút xíu thôi. Đó, mình bỏ khoảng 250 g bột năng
và 100 g bột 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 gạo. Rồi ha. Sau khi mình sẽ bỏ bột vào thì mình cho một ít muối vô. Đó, một chút xíu muối nha các bạn, cho nó đậm đà hơn, sẽ làm cho món ăn mình ngon hơn ha. Mình nấu cái gì mình cũng bỏ thêm tí muối vô hết á, xíu thôi cho nó đậm đà. Rồi bây giờ sẽ nhồi nha các bạn, mình nhồi bột chung với chuối luôn. Còn những cái bạn khác làm kỹ hơn thì bạn sẽ lấy cái bột, hai cái bột này nè, bạn chế vào một ít nước và bạn sẽ trộn bột trước, sau đó thì bạn sẽ chế vào trong chuối nha các bạn. Còn ở đây mình làm á, làm trực tiếp á, là mình bỏ bột vào trong chuối luôn, tại vì cái chuối này nó đã chín rồi, cho nên là nó giống như là nó nhão, nó có một cái chất nước trong đó các bạn. Và mình chỉ cho thêm một ít nước vô thôi và mình nhào. Đó, mình đang nhào á các bạn. Mình nhào cho đến khi mà nó có lỏng 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 ra rồi á thì mình sẽ bỏ vào nồi hấp ha. Còn mình sẽ tham khảo thêm đó chính là nước cốt dừa nha các bạn. Mình bỏ một nước cốt dừa, một một chén nước cốt dừa vào vào trong cái chuối luôn nha. Đó, mình bỏ vào trong cái chuối luôn, nó sẽ rất là béo và ngon. Mình bỏ một ít thôi, còn ngoài ra thì sau khi mình hấp chuối á, thì mình sẽ chấm thêm cái nước cốt dừa ha. Đó, mình nhồi 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 mà các bạn thấy nó có rất là khô luôn, và nó cũng từ từ nhão ra rồi đó các bạn. Thì mình sẽ bỏ thêm một ít nước nha, các bạn nhớ bỏ thêm một ít nước vào ha, để cho cái bột nó loãng ra. Và mình tiếp tục nhào nhào hoài luôn cho đến khi mà nó lỏng ra thôi. Thì mình cũng giới thiệu thêm cho các bạn, trong lúc mình đang nhào á, những cái bạn sẽ chuẩn bị nước dừa và để mình chấm á các bạn, thì các bạn lấy nước cốt dừa rồi các bạn pha với 2 thìa bột năng và thêm một ít một chén nước, đặt lên bếp đun cho nó sánh lại ha các bạn. Đó là những là cách cách làm nước cốt dừa nha. Nước cốt dừa ở đây á, là mình làm để mà sau khi mình hấp chuối xong á thì mình chế cái nước cốt dừa đó lên trên chuối hấp, sẽ rất là béo và ngon. Và mình có thể là mình chấm hoặc là mình cắt cái miếng chuối ra từng miếng nhỏ rồi mình chế nước cốt dừa đó vào ăn, rất là ngon luôn. Còn ở đây á, nãy giờ mình nhào 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 nè, là mình trong lúc mình giới thiệu với các bạn á, là các bạn nhớ đi pha nước cốt dừa trước nha. Đó, các bạn hãy đi pha nước cốt dừa đi ha. Rồi cái tí mình là nhào bột xong á thì mình sẽ bỏ vào trong nồi hấp. Ở đây mình không có ăn nước cốt dừa luôn các bạn ơi, không có nước cốt dừa luôn. Đó, mình chỉ làm chuối với bột rồi mình trộn nhau thôi. Các bạn thấy rất là đơn giản ha. Nhào lâu quá trời. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào trong cái khuôn nha các bạn. Đây là cái xưởng, cái rĩ hấp á. Nhà các bạn có giấy bạc á thì các bạn sẽ lót một tấm giấy bạc lên để khi mà mình hấp á, chuối nó không có dính vô trong cái xưởng ha. Đó, và cái tấm giấy bạc này khi mình lót trong cái xưởng á, thì mình sẽ cho một ít dầu ăn vào rồi sau đó mình bỏ vô nha các bạn. Và mình sẽ để vô nồi hấp. Và mình cũng lưu ý với các bạn là cái nồi hấp á, hồi trước mình không biết, khi mà mình bỏ cái chuối vô mình mới đun nước lên sôi lên hay để hấp. Nhưng mà khi mà tất cả các bạn hấp á, thì các bạn sẽ nhớ là đun nước sôi trước, sau đó nước sôi rồi mình sẽ bỏ chuối vô hấp thì sẽ ngon hơn. Đó,
là cái miếng chuối này nó đã chín rồi các bạn, nó đã đặc rồi ha. Để mà biết thử nó ngon hay không thì bạn lấy cái nĩa này nè, hoặc là cái tăm á, bạn đâm vô nó không có bị dính tăm hoặc là không có dính nĩa nữa thì nó đã chín rồi nha các bạn. Và mình sẽ cắt ra từng miếng như thế này để ăn ha. Đó, ở nhà mình không có ăn cốt nước dừa, các bạn nhà nào có nước cốt dừa thì các bạn sẽ chế nước cốt dừa lên, sau đó thì các bạn Mời các đun bạn thôi. ăn bánh chuối với mình nha. Đây, bánh chuối mình làm. Ngon không? Ngon lắm các bạn. Ông mà ăn chuối với mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đã theo dõi cái video của mình. Các bạn thấy hay nhớ like, subscribe để ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.